Huyền này, em có nhớ mình quen nhau bao lâu rồi không? Dạ, được 2 tháng rồi ạ. Chính xác là 1 tháng 20 ngày. Sao anh nhớ chính xác thế? Chuyện gì chứ, chuyện này anh nhớ lắm. Mà kể ra cũng hay thật đấy. Nhà mình gần nhau, mà mãi anh mới biết em đấy. Thì có bao giờ em ra ngoài chơi mấy đâu. anh Tân phải không? Thảo, em mới về đấy à? Vâng, em mới về. Đây là người yêu anh à? Chị đừng hiểu lầm, em với anh Tân chỉ là bạn thôi ạ. Giới thiệu với em, đây là Huyền, bạn của anh. Còn đây là Thảo. Em chào chị ạ, nhìn hai người em tưởng người yêu. Mà lần này em về ăn Tết lâu không? Đợt này em về lâu anh ạ. Mà em về đây, lát anh qua nhà em uống nước nhá. Lát anh sang. Vâng, em về đây ạ. Em về nhá. Thảo ơi. Anh Tân, anh qua rồi à? Anh vào nhà uống nước. Anh uống nước đi. Anh xin. Anh Tân nhìn vẫn thế nhỉ? Chẳng khác gì mấy, vẫn tồi như xưa. Anh Tân, mà bây giờ anh yêu ai rồi? Anh thì làm gì có ai yêu chứ. Em lên thành phố, chắc cũng yêu rồi đúng không? Em chưa, em đi làm suốt mà. Xinh đẹp như em mà không có người yêu thì chắc cả thế giới này ế mất. Thật ra em có rồi, nhưng người ta không yêu em. Ai mà dại thế, có cô bé xinh đẹp và dễ thương như này ấy mà không yêu. Là anh chứ ai nữa. Em lại trêu anh rồi. Ai trêu anh chứ, người ta nói thật đấy. Thôi, mình nói chuyện khác đi, không nói chuyện này nữa nhá. Anh vẫn như thế, cứ nói đến chuyện tình cảm là anh lại đánh trống lảng thôi. Anh có đánh trống lảng đâu, mà Tết nhất đến nơi rồi, em mua sắm được gì chưa? Em chưa, mai anh định ra ngoài chợ xem có gì mua không, mà mai anh đi cùng em nhá. Cũng được, mai ngày nghỉ nên anh cũng rảnh. Có anh Tân đi cùng em là em vui rồi. Qua em không hỏi, chị Huyền đấy là như thế nào vậy ạ? Bọn anh chỉ là bạn thôi. Là bạn thôi, em thấy anh thích chị ý rồi. Em tin thật đấy. Thực ra thì anh thích Huyền, nhưng mà cô ấy chưa đồng ý làm người yêu của anh. Sao vậy ạ? Hai người quen nhau lâu chưa? Bọn anh chỉ quen nhau được hơn 1 tháng thôi. Mà kể ra cũng buồn cười thật đấy. Nhà bọn anh cần nhau, mà mãi anh mới biết Huyền. Thế à, mà anh thích người ta phải tấn công rồi nói cho người ta biết chứ. Anh cũng có nói rồi, nhưng mà cô ấy bảo từ từ, thời gian sẽ trả lời. Mà em cũng là con gái, hay là em nghĩ cách giúp anh đi. Thôi ạ, ai lại đi nghĩ cách cho người mình yêu đi tán người khác chứ. Thôi, bây giờ anh thử xem cách này có được không nhá. Anh hiểu rồi, anh cảm ơn em nhá.
Mà nếu thành công, anh phải đưa em đi ăn cái gì đấy nhá. Tất nhiên rồi. Mà thôi, cũng muộn rồi, mình về đi. Vâng ạ. Hai em lên thành phố Vang đi. Ở quê làm cái gì? Nhưng bố mẹ em không cho đâu. Bố mẹ em bảo con gái đi xa, nhỡ có chuyện gì thì sao? Làm gì có chuyện gì. Lên đấy, anh lo công việc cho, rồi anh chăm sóc, quan tâm em. Chứ xảy ra chuyện gì đâu. Em biết là vậy, nhưng mà... Thôi được rồi, em cứ nói chuyện với bố mẹ đi. Giờ muộn rồi, anh về đây. Mai anh qua. Vâng ạ. Lên tới nơi thì nhắn tin cho em nhé. Huyền. Anh Tân, anh đi đâu thế? Anh mang cho em ít quà ấy mà. Vậy à? Sáng nay anh đi công việc nên anh mua cho em ít sâm tố nữ. Sản phẩm này tốt lắm, giúp em chỉnh làm da và tăng nội tiết tố nữ. Em cảm ơn anh ạ. Mà vừa rồi em nói chuyện với ai đấy? À, anh họ em ở thành phố về chơi ấy mà. Mà không có chuyện gì, em xin phép về trước đây. Cảm ơn anh vì món quà ạ. Huyền, có chuyện gì vậy? Sao em lại ngồi đấy khóc? Anh Tân ơi. Anh đây, có chuyện gì vậy? Nói anh nghe nào. Người yêu em bỏ em rồi ạ. Em làm gì đã có người yêu chứ, mà người yêu bỏ? Anh có nhớ cái anh hôm nọ không ạ? Anh nhớ. Là ông anh họ của em ấy à? Vâng. Nhưng thực ra anh ấy là người yêu của em ạ. Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Thực ra thì anh đã biết chuyện này rồi, chỉ là anh không nói thôi. Nhưng mà rốt cuộc câu chuyện là như nào, nói rõ anh nghe. Chuyện là như thế này ạ. Mai anh xin phép bố mẹ cho em lên thành phố với anh nhá. Em lên làm gì? Chẳng phải anh bảo em lên thành phố anh sẽ chăm lo cho em mà. Anh quên rồi à? À, anh không quên. Nhưng đấy là chuyện của mấy ngày về trước. Còn bây giờ em lên hay không chả ảnh hưởng gì đến anh cả. Anh nói vậy là sao? Là chúng ta chia tay đi. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đồ tồi. Anh lừa tôi à? Thứ quý giá nhất tôi trao cho anh, vậy mà anh đối xử với tôi thế à? Ai bảo cô ngu. Cô ngu thì dáng mà chịu. Tôi nói cho cô biết nhá, cái xe này ấy cũng chẳng phải của tôi đâu. Tôi đi mượn đấy. Anh... Tóm lại, từ giờ chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa. Đường ai nấy đi. Thế nhá. Đúng là thằng khốn nạn. Nó dụ dỗ con gái nhà người ta rồi phủi đi bỏ đi, nhưng không có chuyện gì vậy. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Thôi, em đừng khóc nữa. Coi như mình tin lòng người em ạ.
Anh Tân, em xin lỗi. Em đã không trân trọng tình cảm anh dành cho em. Em luôn nói dối để anh quan tâm em. Anh tha thứ cho em được không ạ? Không sao, anh không trách em đâu. Nhưng mà sau lần này, em nên tự rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Mà thôi, anh về đây, còn đưa Thảo đi sắm Tết nữa chứ. Anh với Thảo là... Thôi, anh cũng không giấu em nữa. Sau cái hôm anh gặp em ở ô tô với anh ta, anh và Thảo đã cho nhau một cơ hội tìm hiểu rồi. Nhưng anh bảo anh yêu em mà. Đúng vậy. Nhưng là trước kia, sau hôm đó, anh đã nhận ra rằng tình cảm của em không dành cho anh. Sau hôm đó, anh thực sự rất buồn. Nhưng anh tự nhủ rằng cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Em... Anh chỉ muốn khuyên em một câu. Em đừng bao giờ đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Đến khi mất đi rồi, sẽ không tìm lại được đâu. Thôi, anh đi về đây.